giáo sư hóa học này tên Park Jin Han đang bí mật bỏ một giọt thuốc độc vào ly rượu của vợ Yeon Seon Hee. Không sai, vì tình nhân và tài sản hàng tỷ đồng, anh ta muốn giết cô vợ xinh đẹp giàu có của mình. Nhìn người phụ nữ có thói quen kiểm soát mọi thứ này, đặt môi gần ly rượu, hướng lên một chút, uống cạn ly rượu, giáo sư Park cảm thấy yên tâm và rời đi ngay sau đó. Buổi chiều hôm đó, thi thể của Seon Hee đã được anh cảnh sát gửi đến cơ quan pháp y nhận dạng, đặt vào trong tủ đông. Ban đêm, giáo sư Park đến nhà của vợ mình, thuốc trong mắt vừa hay chảy xuống mặt. Mọi người chạy đến an ủi, nhưng họ làm sao biết được, giáo sư Park vào thời điểm này gần như không kìm được tiếng cười. Không có sự ràng buộc của vợ, anh ta đi ra ngoài, vội vã đi tìm tình nhân Hee Jin để báo tin vui. Dường như khoảng cách giữa giáo sư và một con thú chỉ trong một suy nghĩ. Khi giáo sư Park đang hạnh phúc, cơ quan giám định pháp y đang ngạc nhiên về sự sống lại của một xác chết. Lúc bắt đầu, mạch điện trong tổ chức xảy ra sự cố, đèn đang bật lại tắt. Ở phía cuối hành lang, đội an ninh đã tìm thấy thi thể của Seon Hee, đã sống nửa đời người. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một xác chết. Nhân viên bảo vệ sợ hãi bất động trong cơn hoảng hốt. Anh ta dường như nhìn thấy Seon Hee đã mở mắt. Ngay lập tức, một người đàn ông bí ẩn từ phía xa ưng đánh nhân viên bảo vệ ngã xuống đất. Nửa giờ sau, đội thám tử do đội trưởng Dung Sik đứng đầu đến hiện trường vụ án để điều tra. Seon Hee là chủ tịch tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Cái chết của cô ấy ẩn chứa rất nhiều nghi ngờ. Chưa kể, cơ thể chưa được mổ xẻ lại vừa biến mất, việc chắc chắn không đơn giản. Điều tồi tệ là tất cả camera giám sát trong phòng đều bị hỏng. Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn, cảnh sát chỉ có thể nói sự thật cho gia đình người đã khuất và yêu cầu Park Jin Han đến hỗ trợ điều tra. Anh ta vội vã rời khỏi nơi ở của Hee Jin, trực tiếp đến hiện trường. Trong phòng họp, một nữ bác sĩ pháp y cho biết, lúc chiều cô đã khám xét cơ bộ cơ thể của Seon Hee. Nguyên nhân cái chết được cho là ngồi trên máy bay nhiều giờ dẫn tới đau tim mà chết. Nhưng khi chưa giải phẫu, thì phán đoán này cũng không chắc chắn. Trong suốt quá trình thẩm vấn, biểu hiện của giáo sư Park không phải là đau lòng, mà là bất an và khẩn trương. Phản ứng này dẫn tới sự hoài nghi của cảnh sát, trừ khi tên này là hung thủ trộm đi cái xác vì không muốn pháp y giải phẫu đem theo nghi hoặc. Anh ta bắt đầu thẩm vấn giáo sư Park. Đêm đó từ 9 giờ đến 10 giờ anh ở đâu? Jin Han tất nhiên không dám nói ra chuyện có tình nhân bên ngoài, chỉ có thể bịa ra một lý do. Nhưng cảnh sát dường như nhìn ra được anh ta đang nói dối, anh ta liền gọi điện cho luật sư của mình. Trước khi luật sư của anh ta đến, anh ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khi đội trưởng Dung Sik đang ngồi ở ghế đợi, đột nhiên cả hành lang mất điện. Jin Han ở trong phòng cũng quay đầu nhìn, nơi chứa thi thể của người vợ đột nhiên mở ra. Anh ta tiến lại gần xem xét, trong hộp chứa di vật của người vợ thế mà lại có một lọ thuốc. Park Jin Han bị dọa cho toát mồ hôi. Loại thuốc đó chính là loại thuốc anh ta dùng để giết vợ. Mấy ngày trước, anh ta ở nhà tình nhân tiến hành thí nghiệm. Loại thuốc này vừa vào nước sẽ tan, không mùi không vị, giết người một cách dễ dàng. Nhưng tại sao lọ thuốc này lại ở đây? Trong lúc hoài nghi, người cảnh sát đẩy cửa đi vào. Giáo sư Park hoảng loạn, đem lọ thuốc giấu vào trong túi quần. Đội trưởng rất nhanh phát hiện ra, chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị trộm. Đội trưởng Dung Sik liền khám xét cơ thể giáo sư Park. Trong lúc kiểm tra phát hiện một lọ thuốc khả nghi. Lúc này, Jin Han hắn ta vẫn cứng miệng không thừa nhận. Đội trưởng chỉ có thể giao thuốc cho pháp y xét nghiệm thành phần trong thuốc. Mặt khác, anh ta lại bảo cấp dưới của mình điều tra. Hai cảnh sát viên ở dưới tầng bệnh viện pháp y phát hiện ra một lối thoát hiểm khoảng 30m thông với phòng quan sát của bảo vệ. Đội trưởng lập tức đi điều tra. Jin Han nhân cơ hội đến nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho tình nhân. Hai người chưa nói được vài câu, một tấm vé quen thuộc ra rơi xuống bên cửa sổ. Anh ta mở ra xem, bị dọa suýt chút nữa gọi mẹ ơi. Đó là vé xem kịch ngày 27 tháng 4. Vốn dĩ đó là ngày Seon Hee cùng chồng đi xem kịch, nhưng anh ta lại tới chỗ tình nhân. Tới khi anh ta về nhà, Seon Hee không ngừng tra hỏi anh ta, còn nói công ty sẽ ngừng nghiên cứu loại thuốc mới. Điều này khiến một người thích nghiên cứu như Jin Han rất bất mãn. Anh ta phản bác, nhưng người vợ coi thường anh ta nói, nghe thấy vợ nói vậy, Jin Han hít sâu một hơi sâu rồi xin lỗi vợ. Anh ta hứa sau này sẽ không cãi lại cô một lời. Đây đâu phải là cuộc đối thoại của vợ chồng. Nếu không biết, còn tưởng đây là sếp nói chuyện với nhân viên. Quay về hiện tại, một người cảnh sát đi vào phòng vệ sinh, Jin Han mới hoàn hồn trở lại. Đội trưởng gọi anh ta tới phòng giám sát. Mặc dù camera giám sát ở các phòng bị hỏng, nhưng tất cả camera bên ngoài đường lớn thì vẫn bình thường. Trong đó có một camera ghi lại đêm hôm thi thể bị đánh cắp. Trừ xe cảnh sát thì chỉ có xe của Park Jin Han. Điều này có nghĩa là người trộm cái xác nếu không phải là Jin Han, vậy thì chính là Seon Hee sống lại sau đó bỏ đi. Hai người chuẩn bị rời khỏi phòng giám sát, Jin Han quay đầu phát hiện ra một dãy ngày tháng. Ngày 20 tháng 7 năm 2007. Sau đó, anh ta bắt đầu đờ đẫn, giống như đã bị điều gì đó dọa sợ phát khiếp. Anh ta cùng đội trưởng đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ phát hiện thiết bị báo cháy đang phun nước. Hai người được nhân viên bảo vệ dẫn tới nơi an toàn. Khi đó, Jin Han một mình vào trong nhà kho, rút điện thoại là tình nhân gọi tới. Cô ta nói, đêm nay có một số điện thoại có đuôi là 4104, không ngừng gọi điện thoại cho cô. Cô ta rất sợ hãi, không dám nhấc máy. Jin Han nghe vậy, 4104, đây chính là số điện thoại của Seon Hee. Anh ta lập tức nhắc nhở tình nhân khóa cửa cẩn thận, đừng đi ra ngoài. Vào lúc này, bên ngoài cửa có một cái bóng đang kêu thảm thiết. Ngẩng đầu lên nhìn, qua chiếc cửa kính mở, thế mà lại là âm hồn của người vợ hiện về. Sự việc này lại suýt chút nữa khiến anh ta hét lên mẹ ơi. Sau đó, cái bóng cũng biến mất. Anh ta nói với tình nhân,
tấm vé ở trong nhà vệ sinh vừa rồi, với dãy ngày tháng trên màn hình điện tử. Hai sự kiện này, trên thế giới, chỉ có anh ta và Seon Hy biết. Anh ta đoán, chắc chắn là Seon Hy biết anh ta sẽ hạ độc cô, nên đã đổi một ly rượu khác uống. Lúc này, cô ấy đã trốn ra khỏi nhà xác, bắt đầu điên cuồng trả thù bọn họ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Jin Han đột nhiên sập nguồn. Anh ta vốn dĩ còn chưa hết sợ hãi, lúc này lại càng hoảng loạn. Sau khi mọi thứ được xử lý xong xuôi, thì đã tới đêm. Cảnh sát phát hiện trong nhà vệ sinh có mẩu thuốc lá. Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Không lâu sau, pháp y chạy tới thông báo, thuốc vừa được tìm thấy trên người Jin Han chính là thuốc độc. Điều này khiến đội trưởng Jung Sik càng thêm chắc chắn Jin Han chính là hung thủ giết người. Anh gọi điện cho cấp trên, yêu cầu điều thêm lực lượng tìm kiếm xác của Seon Hee, nhanh chóng tìm ra hung thủ. Nhưng cấp trên lại yêu cầu đội trưởng lập tức thả người. Trước khi có bằng chứng rõ ràng, bắt một người nổi tiếng như giáo sư Park sẽ gặp rắc rối lớn. Đội trưởng Jung Sik không nghe. Cấp trên nói, anh cũng là người có vợ bị chết, anh nên đồng cảm và thông cảm cho người nhà nạn nhân, không nên đem chuyện này làm lớn. Sau đó, cấp trên ngắt điện thoại, nhưng lời nói của anh ta khiến anh nhớ lại người vợ đã khuất của mình. Khi đó, hai người đã đăng ký kết hôn, chỉ còn đợi ngày tổ chức hôn lễ. Cô ấy cùng em gái đi tảo mộ, trên đường trở về không may gặp tai nạn, chết trong vụ tai nạn đó. Đoạn ký ức đau thương này khiến đội trưởng rất không hiểu Jin Han lấy được một người vợ tốt như vậy, không đối xử tốt với vợ, lại còn giết chết cô ấy. Lúc này, Park Jin Han tưởng tượng lại, mình một lần nữa bước vào nhà vệ sinh. Vừa vào tới cửa, anh ta đã nhìn thấy ly rượu anh ta đã bỏ độc. Trong khoảnh khắc, người vợ xuất hiện ở phía sau. Jin Han từ trong mộng tỉnh lại, cũng may vừa rồi chỉ là ác mộng, nhưng anh ta chắc chắn Seon Hee vẫn chưa chết. Nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy ở nhà xác có một bóng đen. Anh ta chạy vào, đối phương đã chạy mất rồi. Lúc này, có tiếng chuông điện thoại trong nhà xác vang lên. Nghe theo nơi phát ra âm thanh, Jin Han mở túi xác ra, thuận lợi tìm được chiếc điện thoại. Trên đó có một tin nhắn: em đợi anh ở nơi hai chúng ta chôn giấu bí mật. Ngày 20 tháng 7 năm 2007. Anh ta càng thêm khẳng định tất cả những chuyện này do Seon Hee làm ra. Cùng lúc đó, cấp trên mang theo người tới bệnh viện pháp y. Ông ta lại lần nữa yêu cầu đội trưởng thả người. Hai bên vì chuyện này mà kích động, cãi nhau không ngừng. Một cảnh sát viên mang theo chứng cứ mới tìm tới, lúc này mới khiến cấp trên cho phép tiếp tục điều tra. Trong bằng chứng mới, họ tìm thấy thỏa thuận giữa Jin Han và Seon Hee. Nếu như phát hiện Jin Han ngoại tình, Seon Hee có quyền đuổi anh ta ra khỏi nhà và anh ta không nhận được bất kỳ tài sản gì. Một bằng chứng khác cho thấy Seon Hee đã điều tra ra được bằng chứng Jin Han ngoại tình. Bên cạnh đó còn một đoạn ghi âm của Jin Han. Đoạn ghi âm này hoàn toàn vạch trần anh ta. Anh ta chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc, anh ta lại nhận được vài bức ảnh. Mở ra xem, chính là hình ảnh của anh ta cùng tình nhân. Điều khiến anh ta sợ hãi là bức ảnh cuối cùng được chụp chính là vào đêm nay. Góc chụp chính là ở cửa sổ nhà tình nhân. Anh ta gọi điện cho tình nhân, nói với cô ta có người đang trốn trong nhà. Anh ta bảo tình nhân phải giả vờ như không có chuyện gì, từ từ đi tới cửa, sau đó mở cửa chạy thoát thân. Tình nhân làm theo, nhưng vừa bước được vài bước, phát hiện cửa kính hành lang đang mở. Điều này chắc chắn có người đang nấp trong nhà. Khi Jin quay người chạy về phía cửa lớn, cô ta nhanh chóng mở khóa an toàn. Nhưng điện thoại đột nhiên bị ngắt. Anh ta biết tình nhân xảy ra chuyện, anh ta lập tức chạy tới nhà cô ta, nhưng lại bị Jung Sik chặn lại. Dưới sự cầu xin của anh ta, cảnh sát cũng cho người tới nhà của Hee Jin. Trong lúc này, Jin Han cuối cùng buông bỏ phòng vệ, nói sự thật với đội trưởng. Sau khi Seon Hee cho dừng nghiên cứu, trong công ty, Jin Han chỉ như một búp bê đồ chơi, bị cô ta điều khiển. Trước mặt mọi người, anh ta cho Seon Hee thể diện, phối hợp với cô ta, giả vờ là gia đình hạnh phúc. Cuộc sống như vậy khiến anh ta rất áp lực. Vậy nên, anh ta tới trường đại học, gặp được cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi Hee Jin, liên tục muốn theo đuổi anh ta. Hai người còn ở bên ngoài thuê nhà riêng. Không lâu sau, cô ta mang thai con của anh, mà Seon Hee cũng phát hiện chồng mình không chung thủy, vì gia sản của cô cùng với tình nhân trẻ, quyết định giết chết vợ mình. Nhưng anh ta cũng nói, Seon Hee thật ra chưa chết, đây đều là kế hoạch của cô ta. Cô ta đánh cháo loại thuốc độc mà Jin Han dùng để giết cô ta, sau đó còn thoát ra khỏi nhà xác, khiến cho anh ta trở thành kẻ tình nghi. Lúc này, cô ta muốn giết Hee Jin, hoàn thành kế hoạch trả thù. Lúc này, cảnh sát đã tới bên ngoài nhà của Hee Jin, nhưng những lời khai của Jin Han không được coi là bằng chứng xác đáng, không thể thuyết phục. Kỳ lạ hơn là trong trường học đó không có ai tên là Hee Jin. Điều này khiến anh ta kinh hãi. Xem ra Seon Hee đúng là độc ác, giết chết người rồi lại còn đem tin tức của người đó triệt tiêu. Đội trưởng Jung Sik cảm thấy Jin Han đang dựng chuyện. Hai người đang tranh luận, cấp trên đột nhiên gọi cho đội trưởng. Bởi vì thi thể của Seon Hee vẫn chưa tìm thấy, không thể nào kết án, lại thêm đoạn ghi âm phi pháp kia nữa, không thể trở thành bằng chứng xác đáng. Ông ta không thể chịu áp lực từ phía cấp cao, không thể không thả Jin Han. Cứ như vậy, Jin Han dưới sự giúp đỡ của luật sư đi xuống lầu trèo lên xe rời đi. Anh ta phải nhanh chóng tới nơi chôn giấu bí mật của hai người, đó là một ngọn núi hoang vắng. Anh ta vừa tới nơi liền nhớ ra chuyện cũ. Năm đó anh ta mang theo thi thể trông ở đây. Khi anh còn chưa kịp đi tìm Seon Hee thì phía sau có một luồng sáng chiếu tới. Người tới không phải là Seon Hee, cũng không phải là hồn ma của cô ta, mà chính là đội trưởng.
Điều này khiến Jin Han vô cùng khó hiểu. Đội trưởng lấy ra chiếc điện thoại để cho anh ta xem người vợ đã khuất của mình, liền nhớ ra chuyện năm đó vợ của đội trưởng đem theo em gái về quê tảo mộ. Trên đường về nhà gặp tai nạn. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy em gái và cứu được cô bé, nhưng không thể tìm ra hung thủ giết vợ đội trưởng. Dung Sik nhanh chóng tới bệnh viện hỏi cô bé có nhìn thấy biển số xe đó không. Cô bé sợ hãi, không thể nhớ ra chuyện đêm đó. Sau đó vài năm, cô bé nhìn thấy logo công ty của Seon Hee In trên tạp chí. Cô cuối cùng cũng nhớ ra logo đó cũng xuất hiện trên chiếc xe đêm đó. Cô thông qua một vài manh mối cuối cùng tìm ra kẻ gây tai nạn Jin Han. Năm đó, anh ta say rượu đưa vợ của mình tới khu biệt thự trên núi. Giữa đường xảy ra tai nạn, vợ của đội trưởng bị đâm chết. Jin Han vẫn còn có chút tính người, muốn gọi điện cho xe cứu thương, nhưng Seon Hee lại ngăn anh ta lại. Sự nghiệp của bọn họ đang phát triển, không thể vì chuyện này mà bị phá hủy. Cuối cùng, hai người đem xác của vợ đội trưởng chôn tại nơi bí mật, còn em gái bị văng xuống bên đường, may mắn thoát chết. Chính đoạn tin nhắn đã nhắc tới nơi chôn giữ bí mật, và tất cả những kế hoạch này chính là do Dung Sik đội trưởng bày ra. Anh ta đánh cắp thi thể người vợ, thu hút sự chú ý của Jin Han, cố ý cho sở cảnh sát phát hỏa. Ngay cả đoạn tin nhắn cũng một tay anh sắp đặt. Jin Han muốn phản kháng, nhưng phát hiện bản thân đã trúng độc, anh ta quỳ dưới đất, muốn xin lỗi Dung Sik, đồng thời cầu xin anh bỏ qua cho tình nhân của mình Hee Jin, bởi cô ấy đã mang thai. Câu nói này khiến Dung Sik cười. Tên ngốc này, đến lúc này vẫn còn không hiểu, người như anh ta căn bản không xứng có được tình yêu. Hee Jin chính là cô em gái năm đó bị xe đụng trúng nhưng không chết. Cô tìm cách tiếp cận Jin Han vì muốn báo thù cho chị gái, nói dối là đã mang thai, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Jin Han vì muốn anh ta bỏ vợ, còn muốn cùng anh ta giết chết Seon Hee. Thật ra trong thắt lưng của Jin Han còn có một máy nghe lén, nên mọi hành tung của anh ta đều được đội trưởng nắm rõ. Ngay cả việc Jin Han bị hạ độc cùng là do em gái bỏ độc vào. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, anh ta tuyệt vọng nhảy xuống hồ. Đội trưởng đào xác người vợ lên, lại đem xác của Seon Hee từ trong cốp xe của mình chôn xuống nơi vợ mình được chôn. Ngày thứ hai, cảnh sát tới hiện trường tìm thấy xác của Seon Hee, đồng thời bắt Jin Han về đồn. Gã đàn ông này thật đáng thương, vốn chỉ là người nghiên cứu thuốc mà lại đi tới bước đường này. Jin Han tuyệt vọng muốn chết, không còn cách nào vẫn phải sống lại. Đối mặt với pháp luật, đội trưởng và em gái sau khi báo được thù thì cũng không vui vẻ gì. Cô mở cốp xe, trên cơ thể người chị quá cố, lấy ra chiếc dây chuyền đính hôn của chị. Cô không kìm được nước mắt, hạnh phúc vốn thuộc về gia đình mình lại bị phá vỡ bởi vợ chồng Jin Han. Trong 10 năm, đội trưởng và người em gái không ngừng tìm cách báo thù. Tới hôm nay, hung thủ đã bị trừng phạt, nhưng như thế thì đã sao? Hạnh phúc trong cuộc sống giống như hoàng hôn, mặc dù đẹp nhưng cuối cùng cũng biến mất. Hôm nay nhìn thấy, nhưng ngày mai chắc gì đã nhìn thấy. Bộ phim Xác Chết Trở Về cứ nghĩ là một bộ phim kinh dị, vợ chồng chém giết lẫn nhau, nhưng không ngờ rằng xem tới cuối phim mới phát hiện ra người độc ác là Jin Han, nhưng người độc ác nhất chính là Seon Hee. 10 năm trước, cô ta ép Jin Han cố tình chôn giấu sự việc, biến chồng mình thành con ác quỷ, cuối cùng lại hại chính mình. Điều này cũng không có gì đáng tiếc cả, tự làm tự chịu thôi. Sau đó nói về việc tìm bạn đời, nếu vợ hoặc chồng tốt sẽ khiến đối phương trở nên tốt hơn, ngược lại nếu vợ chồng không tốt khiến cả hai trở thành người xấu xa, thậm chí không bằng cầm thú. Vậy nên tìm bạn đời nhất định phải cẩn thận. Hy vọng bạn tìm được tình yêu đích thực, có một tâm hồn đẹp, hy vọng gặp được người bạn yêu. Câu chuyện kết thúc tại đây. Tôi là Dâu Tây, hẹn gặp lại.